Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Nhà đẹp Apollo Việt. Ngày hôm nay, Thanh Huyền sẽ mang đến cho quý vị một không gian sống rất đặc biệt mang hơi thở của kiến trúc tân cổ điển. Hãy cùng đón xem ngay sau đây nhé. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào, quý vị hãy nhanh tay nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo nhé. Thưa quý vị, công trình ngày hôm nay mà Thanh Huyền muốn chia sẻ đó là biệt thự tân cổ điển của gia đình anh Sĩ, được xây dựng trên diện tích sàn 9,9m x 16,23m, gồm 2 tầng, 1 tum, đảm bảo yếu tố thẩm mỹ về mặt kiến trúc và chuẩn phong thủy trong bố trí mặt bằng công năng. Nhìn tổng thể, gam màu trắng được bao phủ lên toàn bộ ngôi nhà, mang đến vẻ đẹp thanh lịch và sang trọng. Với kiến trúc tân cổ điển, hệ mái sử dụng mái man sát tung cong màu xanh đen, giúp cho hình khối ngôi nhà cân bằng và vững chãi. Quý vị có thể thấy một mái chóp dinh thự được kiến trúc sư khéo léo đưa vào ban công tầng 2 giúp ngôi nhà trở nên đẳng cấp hơn rất là nhiều. Ngoài ra, việc điểm thêm các chi tiết trang trí như hệ thống ô thoáng, phào chỉ, các con tiện bê tông trắng, đặc biệt là các chi tiết hoa văn và lan can sơn nhũ vàng đã nâng tầm giá trị của ngôi nhà lên đáng kể. Ngôi nhà bề thế với hai mặt thoáng 9,9m và 16,23m, tận dụng được lợi thế này, các kiến trúc sư của chúng tôi đã bố trí hợp lý trên các chi tiết và tính toán một cách tỉ mỉ, khoa học để mang đến một không gian kiến trúc ngoại thất rất là hoàn hảo. Mặt tiền của mẫu biệt thự 2 tầng kiểu Pháp được thiết kế độc đáo với bức bình phong, giúp giảm bớt hỏa khí xâm nhập quá mạnh vào nhà, gây hại cho gia chủ. Đây cũng là yêu cầu của gia đình anh khi liên hệ với Apollo Việt để thiết kế cho phù hợp với phong thủy của gia đình. Bước vào nhà, quý vị có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của 5 bậc tam cấp được thiết kế hài hòa với vẻ cổ điển của căn biệt thự. Sảnh chính được thiết kế với 2 trụ cột vuông, tạo nên sự vững chắc và bề thế. Phần đầu cột được thiết kế nổi bật với các chi tiết hoa văn đối xứng rất đẹp mắt. Cùng với đó, trên thân cột có những đường rãnh soi chạy dọc thân cột mang đến vẻ đẹp thanh thoát và sinh động. Đến với ban công tầng 2, 4 trụ cột tròn Ionic nâng đỡ phần mái chóp tạo nên vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy cho ngôi biệt thự. Để tạo nên sự độc đáo, cổ điển cho gia đình anh Sĩ, lựa chọn hệ cửa ra vào bằng gỗ gõ đỏ đã tạo nên sự chắc chắn, bền với thời gian. Đến với hệ thống cửa sổ, chủ đầu tư lựa chọn kính dán an tản hai lớp khung nhôm sinh pha mang đến sự hiện đại, phóng khoáng cho công trình. Không chỉ có vẻ ngoại độc đáo, sang trọng cho căn biệt thự tân cổ điển, còn được bố trí phần nội thất ấn tượng, phù hợp với yêu cầu của gia đình, hợp với phong thủy của gia chủ. Được xây dựng trên diện tích sàn là 145m², bố trí mặt bằng công năng gồm có tầng 1, phòng khách, phòng bếp, một phòng ngủ và một phòng vệ sinh chung, tầng 2, phòng thờ, phòng sinh hoạt chung, 3 phòng ngủ và phòng vệ sinh chung, tầng tum là phòng karaoke, phòng kho, một phòng ngủ, phòng tập thể dục và sân phơi. Ngay sau đây chúng ta cùng khám phá mặt bằng công năng tầng 1 nhé. Từ sảnh chính bước vào là không gian phòng khách rộng 45m², tại đây được đặt một bộ sofa sang trọng, hợp với hướng phong thủy nhằm mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ. Đi qua khu vực sảnh thang là phòng bếp, kết hợp với phòng ăn 21m². Vị trí phòng bếp, bếp nấu đã được tính toán, đảm bảo tọa hướng chuẩn phong thủy. Tiếp đó là một phòng ngủ 18,5m², được bố trí sau cầu thang, tạo nên không gian riêng tư cho gia chủ. Bên cạnh đó là một nhà vệ sinh chung được bố trí kín đáo, sạch sẽ, ngoài ra còn rất tiện lợi và khoa học, có thể dành cho khách hoặc gia đình sử dụng. Nhà vệ sinh có diện tích là 5m², với cabin tắm riêng biệt, khô ráo, đồng thời bố trí một cửa sổ nhỏ lấy sáng giúp không gian nhà vệ sinh luôn sạch sẽ. Quý vị có thể thấy một phòng kho nhỏ được tận dụng dưới gầm cầu thang để tối ưu diện tích cho gia đình. Thưa quý vị, bên cạnh sảnh chính rất hoành tráng thì các kiến trúc sư đã bố trí thêm một sảnh phụ, vừa giúp tạo nên sự thuận tiện trong giao thông, sinh hoạt hàng ngày, vừa giúp ngôi nhà thêm phần hoành tráng và bề thế hơn. Thưa quý vị, Thanh Huyền đã chia sẻ đến quý vị phối cảnh 3D và mặt bằng công năng của mẫu biệt thự tân cổ điển 2 tầng 1 tum của gia đình anh Sĩ tại Hòa Bình. Nếu quý vị cảm thấy yêu thích, hãy dành cho chúng tôi một like và một subscribe nhé. Đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của quý vị ở phần bình luận phía dưới nhé. Một lần nữa, Apollo Việt xin kính chúc quý vị sức khỏe và thành công. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.